Trận đấu giữa U13 Huyện Long Điền gặp U13 Xuyên Mộc mang tính chất quyết định đối với cả hai. Bởi bước vào lượt trận cuối này, đội chủ sân có 3 điểm và Xuyên Mộc nhiều hơn đối thủ 1 điểm. Chính vì thế trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế trận cân bằng được tạo ra trong hiệp thi đấu đầu tiên và cả hai đều đã có cơ hội mở tỷ số nhưng đều không thể cụ thể được bằng bàn thắng. Nỗ lực tìm bàn thắng, đội chủ sân Long Điền bất ngờ phải nhận đến 2 bàn thua ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Huyện Long Điền dồn lên tấn công khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu, nhưng trước hàng thủ kín kẽ của đối thủ với quyết tâm bảo toàn tỷ số đã khiến đội chủ nhà gặp không ít khó khăn. Chiến thắng 2-0 trước đội chủ sân Bảo Thành đã giúp U13 Xuyên Mộc chính thức giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng cùng 7 điểm. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đã giành được cầu thủ xuất sắc và đã góp phần giúp U13 Xuyên Mộc được vào vòng bán kết. Và đồng đội của con hôm nay thi đấu rất là tuyệt vời. Và xin chia buồn cùng các bạn Long Điền đã không thể vượt qua vòng bảng. 3 năm đài trở lại U13 vùng Xuyên Mộc mới được vào trận bán kết. Và năm này là U13 Xuyên Mộc chuẩn bị rất kỹ càng để được lọt vào bán kết. Nên Xuyên Mộc rất nói chung là tinh thần các em rất cao. Tập luyện là hàng đều, nói chung là một tháng là tập sáng chiều sớm chiều là nguyên một tháng trời để được đi tham dự BRT năm nay. Với năm nay là các em chuẩn bị tinh thần là rất là tốt, rất là ok, nên các em nào vô trận đấu các em rất là nhiệt huyết. Chiều nay lứa tuổi U13 sẽ tiếp tục thi đấu lượt trận cuối vòng loại bảng A với 2 trận đấu: U13 Huyện Long Điền 2 gặp Huyện Đất Đỏ, U13 Thành phố Vũng Tàu gặp U13 thị xã Phú Mỹ.